giờ đây trời đông trời tây, làm thêm học thêm ngày đêm để kiếm sống, nhiều khi vẫn luôn phải trông ngóng hết tiền hết tiền. Ai ngày xưa hồn nhiên mà nay phải treo bàn chân trên đôi giày cao gót, mặt hoa giờ đây để son phấn miếng cười dù lòng không vui. Đã bao nhiêu ngày dài trong đất đất đời thân tôi mệt nhoài, thế giờ vẫn cứ nghèo hoài, tìm nơi đâu nhà nơi đâu, lãng quên đi một thời tìm kiếm mộng mơ tương lai. Xin chào quý khách. À, anh Minh Trí. Ủa, hôm nay anh đến đây làm gì vậy? À, anh ăn gì hay là anh mua cho nhân viên như lần trước? Tôi đến đây là để nói chuyện thôi. Nói chuyện hả? Nhưng mà hả, em thấy khách hôm nay hơi đông á. Em không biết là mình có nói chuyện với nhau lâu được không nữa. À, anh Trí, anh tới lâu chưa? Ủa anh Hai, vậy là anh Hai hôm nay hẹn với anh Minh Trí hả? Hai người có nói chuyện, tôi ra bàn nha. Cho anh hai ly nước nha. Anh kiếm tôi có chuyện gì không? Hôm trước tôi đã đưa tiền cho anh rồi mà. Không phải là chuyện tiền. À, cũng vì chuyện tiền, nhưng mà là chuyện khác. Ý anh nói là sao tôi chưa hiểu. Anh cũng biết quán bar của tôi đang tạm thời đóng cửa. Chuyện đó cũng tại tôi. Tôi xin lỗi. Tôi không trách anh đâu. Dù sao tôi cũng tự nguyện cho tụi nhỏ luyện tập ở đó mà. Trong thời gian tạm thời đóng cửa, tôi đang dắt vài mối lẻ để kiếm cơm qua ngày. Mối lẻ? Là bắt xô cho mấy đứa ca sĩ vũ công đó mà. Nhưng mà đám gà của tôi chỉ quen hát múa ở quán bar thôi hả, nên cũng không kiếm được nhiều mối ở bên ngoài. Ngày mốt có một đối tác làm ăn cùng với tôi từ Hồng Kông sang. Tôi muốn chiêu đãi ông ta một màn văn nghệ đặc sắc, nên tôi muốn hỏi ý kiến anh. Hỏi ý tôi? Hỏi ý tôi là sao? Lần trước tôi coi tụi nhỏ tập ở quán bar, tôi thấy rất là ok. Tôi muốn kêu tụi nhỏ tới biểu diễn, anh thấy sao, được không? Coi như là tụi nhỏ cũng có thêm việc để làm, mà đối tác của tôi cũng hơi sợp đó. Nhưng mà bây giờ Hà Sơn kẹt lịch bên nhóm bản sắc rồi, chỉ còn lại ba đứa. Không sao. Ba đứa thì cũng được rồi. Vậy nha. Anh nói tụi nó giúp giùm tôi nha. Nhà hàng này nằm ở Bình Chánh, tôi sẽ cho xe qua đón anh và tụi nhỏ luôn. Hả? Trễ giờ rồi mà Nhi chưa tới nữa. Ủa, Thảo Nhi đâu rồi? Dạ chưa tới nữa chú. Dạ chưa tới. Vậy con gọi điện cho bạn ấy thử coi sao. Dạ. Nhi gọi nè. Alo, Nhi hả? Sao bà còn chưa tới nữa? Mọi người đợi bà nãy giờ luôn đó. Nhi đang ở bệnh viện. Bệnh viện hả? Ừ. Bà bị gì vậy? Hồi tối Nhi bị sốt, đi vô bệnh viện khám thì bác sĩ nói Nhi bị viêm gan A. Chán thiệt, Nhi cũng muốn đi với mọi người mà không được. Rồi có gì về nhớ kể cho Nhi nghe nha. Vậy thôi, tôi biết rồi. Bà lo nghỉ ngơi đi nha. Có gì về tôi nói sao nha. Nhi bị sao vậy? Nhi bị bệnh nhập viện rồi. Tội nghiệp con nhỏ. Thôi, mình cứ đi diễn đi rồi chút nữa mình ghé thăm nó.
Dạ. Dạ. Lại nhìn vào dòng thư của anh mà ngỡ như chưa hề thức giấc. Nhìn qua hai hàng tay chữ sơn vừa mới dành tôi coi lần. Anh ngồi đi. Hàng kỳ còn anh dấu chân. Cái gì vậy? Hả? Mày là thằng nào đến đây làm cái gì? Hả? Mày lại. Ôi nè, thôi được rồi. Hai đứa mau xin lỗi ông ta đi. Nhanh tại đi. Sao phải xin lỗi? Đúng rồi, sao tôi lại phải thôi xin lỗi rồi. Ông? Ông mới là thứ không biết điều. Tôi xin lỗi ông. Ông bỏ qua cho. Tụi nó còn nhỏ quá. Thôi để tôi kêu nhóm khác đến biểu diễn cho ông coi nha. Nha. Thôi dẹp, dẹp, dẹp. Không có hát hò gì ở đây nữa hết. Hai đứa tụi này nếu mà không xin lỗi tôi, đừng có hòng mà bước ra khỏi quán này. Ông nói gì? Hiểu chưa mày? Nói gì hả? Hai đứa mau xin lỗi ông ta đi, nhanh đi. Nè, nghe lời chú đi mà. Mày là cái thứ gì mà không nghe tiếng người hả mày? Ông nói sao? Ông chủ, chủ, sao chủ? Chủ năm tổ tao mày. Biết tôi là gì vậy? Biết tôi là gì vậy? Ông, đánh tôi rồi, đánh lên tụi bay. Đi. Tụi đâu? Hai đứa tụi bay cái quái gì vậy? Đều lỗi Khải à? Đi lại coi. Lại bay. Bắt nó lại. Nè anh à, anh có sao không vậy? Hả? Chắc sao cái gì? Ông tiếp đãi tôi vậy đó hả? Làm ăn như vậy, kể từ bây giờ không có làm ăn cái gì hết. Bây giờ chắc là phải té ra chạy thôi. Không được. Không đi chung nữa. Không được, phải cứ chạy đi. Chạy đi chú. Bây giờ mấy đứa đi đường này, để chú đến là hướng chú. Dạ đó. Đi đi. Tôi xin lỗi, chỉ là bất đắc dĩ, xin cô đừng hiểu lầm. Bất đắc dĩ? Anh làm cái gì mà anh để cho người ta đuổi theo anh như vậy? Thực ra là không phải đuổi theo tôi, mà đuổi theo mấy đứa nhỏ. Tôi chỉ đánh lạc hướng bọn chúng thôi. Đánh lạc hướng là sao? Không biết tụi nó có chạy thoát không nữa. Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cho cô nghe sau. Bây giờ tôi phải đi tìm tụi nó. Mà tôi cầm bóp, cầm điện thoại của tụi nó, làm sao mà liên lạc được? Tụi nó mà bị lạc, tôi cũng không biết làm sao nữa. Anh chờ chút đi, tôi sẽ gọi điện cho Hà Sơn và Minh Quốc để tụi nó đi kiếm phụ anh. Ủa, mà sao Hà Sơn và Minh Quốc lại ở đây? Cả cô nữa. Có một đơn vị ở gần đây mời học sinh của trường mình diễn, nên tôi đưa các em tới. Alo. Cẩn thận đó. Suýt chết rồi không? Tự nhiên đang chạy quay lại làm gì vậy? Mày ngồi xuống đi.
Tại vì tôi bị rớt cái này nè. Ông điên thiệt. Lỡ rớt mất rồi thôi, mai mốt tôi tặng cho cái khác. Nếu như mà ông chạy ra ngoài, lỡ bị bắt thiệt rồi sao? Nhưng mà bây giờ tôi đâu có sao đâu nè. Tại vì đây là món quà My tặng cho tôi lúc ở Bến Tre á. Nếu mà tôi làm mất đi á, mua cái mới thì đâu còn ý nghĩa như bây giờ đâu, đúng không? Ông này có sao không? Nè, là tụi tôi nè, im lặng, bình tĩnh. Làm hết hồn. Ngon hả? Khoan đi, ăn đi. Nhìn ba người ăn giống như là bị bỏ đói lâu ngày vậy. Dạ, tại vì tụi em chưa kịp ăn gì hết đó cô. Tụi em chạy từ sáng tới giờ khắp nơi luôn. Em đói tới mức nếu như bây giờ có một con bò á thì em cũng ăn hết luôn á cô. Đừng ăn cô là được. Dạ, em không dám đâu cô. Alo, anh gọi đúng lúc lắm. Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với anh đây. Anh dắt món cái kiểu gì vậy hả? Suýt chút nữa là đám học trò của tôi có chuyện rồi. Tôi nói cho anh biết, tụi nhỏ mà có chuyện gì á là anh không yên với tôi đâu. Cái gì? Anh còn dám nói có chuyện mất hợp đồng với cái tay đại gia đó hả? Anh muốn chết hả? Khỏi đón, tụi tôi tự về. Cho thêm pizza em ơi. Giờ mới biết được thầy dữ vậy á. Mà thầy tin không? Thầy dữ vậy á, thầy đẹp trai lắm á. Nhìn nè, trước khi cô y tá vô á, con ráng ăn một chút đi, ăn mới có sức được chứ. Nè, ăn đi con, một miếng thôi. Ăn đi con. Con, ăn đi. Mẹ, con mới giảm cân mà. Mẹ thiệt là. Ăn đi con, mới có sức chứ. Ê, sao không đi về chuẩn bị đồ đi diễn đi? Nãy giờ tôi thấy cũng 5 cuộc điện thoại rồi đó. Thì đợi cô Trang tới rồi về cùng luôn. À, mà nè, Thảo Nhi không đi cùng với mọi người hả? À, Nhi đi không được. Alo. À, Nhi hả? À. Ủa, sao Nhi đi không được? Nhi phải nhập viện vì bị viêm gan. Cái gì? Bị viêm gan hả? Ừ. Viêm gan lại nào? A, B hay C? Viêm gan thì viêm gan, liên quan gì tới A, B, C? Đúng là đồ nhà quê mà. Tùy theo loại chữ cái khác nhau mà tính chất nó cũng khác nhau. Nếu loại B hay C á thì nguy hiểm, hiểu chưa? Ông này, tự nhiên ông lại nổi nóng với tôi vậy. Ông có ông kìa, bạn bè mà như vậy đó hả? Coi lại thái độ đi. Nè, ê, sao nó chờ cô Trang về mà? Ê. Vậy nha, thôi, nghỉ ngơi đi, tôi chuẩn bị về rồi. Gặp đi rồi kể, tôi cũng có nhiều chuyện muốn kể với bà lắm, nha. À, bye. Hà My. Hả, có chuyện gì? Thảo Nhi giờ đang ở đâu? À, Thảo Nhi đang ở một bệnh viện gần nhà. Sao? Quan tâm gì phép lịch sự hay là lo lắng? À, chỉ là phép lịch sự thôi. Nhưng mà Thảo Nhi á bị viêm gan loại A, B hay C? Đương nhiên là loại A rồi. Cứ tưởng là vậy nhưng thật ra là loại B. Cái gì? Loại B?
Nhi còn nói là có lẽ sẽ còn ở bệnh viện rất lâu đó. Tự nhiên đi giảm cân, mà giảm cân nhiều mới ghê chứ. Ủa, ông nói là quan tâm gì phép lịch sự mà, sao tôi thấy ông lo lắng quá vậy? Ủa, bà không lo hả? Bạn bè bị viêm gan, mà hơn nữa loại bê nữa. Lo, tôi rất lo luôn đó. Lo mà ăn gì? Cái mặt tôi lúc mà lo nó biểu cảm vậy đó. Tôi không thèm nói chuyện với bà nữa. Phấn cả lên mà bày đặt nói là phép lịch sự. Con tắt cái điện thoại đi. Đang bệnh hoạn mà cứ nghe điện thoại hoài làm gì? Dạ, con biết rồi. Biết rồi cái gì mà biết rồi? Đưa cái điện thoại đây cho mẹ. Từ bây giờ á, mẹ sẽ tắt nguồn điện thoại và mẹ sẽ tạm giữ luôn điện thoại của con. Con có biết là cái sóng điện thoại không có tốt không? Coi cái mặt con kìa. Ăn một miếng cam đi con. Nè, ăn đi. Ăn đi mà. Ăn đi con. Mẹ, con mãi mới giảm cân được á. Sao mẹ cứ dụ con hoài vậy? Cái con nhỏ này đang bệnh hoạn thì phải ăn vô chứ. Chừng nào mà hết bệnh đó thì mới giảm tiếp. Bây giờ có ăn không? Ăn đi con. Sao lại không được ta? Mày biết sao không? Lúc tụi mình ở tiệm Lotte á, tự nhiên ông Hà Sơn nổi nóng với tôi à. À, mà mày có nhắn với thầy Hùng là tụi mình tới đây chưa? Ừ, tôi nhắn rồi. Chắc là tụi mình tìm chỗ chờ luôn đi. Ừ. Tại hồi nãy trong quán tôi thấy cũng hơi ngột ngạt, ra đây có vẻ thoải mái hơn. Mày nói đúng rồi đó. Hay là ngồi mình ngồi ở đây đi. Ở đây mát ha. Ừ, thoải mái. Ê, hình như cái vết thương của ông nó sưng lên rồi đó. Đau không? Hơi đau. Thôi ráng đi, chút về nhà tôi xích thuốc cho. À, vết thương của mày sao rồi? Chắc không sao đâu. Bị ngoài da thôi à. À, My ơi, My có thấy là thầy Hùng với cô Trang bộ có chuyện gì hả? Tại vì trước giờ là cô Trang không có thích thầy Hùng lắm. Tôi cũng không biết, nhưng mà thấy thái độ của cô Trang cũng hơi lạ lạ. Mà hai người cũng dễ thương mà. Quên nữa, lúc nào ông gan quá ha. Một mình ông mà dám xông vô đánh mấy người kia luôn. Bộ ông không sợ bị đập sao? Sao tôi không sợ? Tôi sợ lắm luôn á. Sợ muốn chết luôn á. Nhưng mà tôi nghĩ lại cái chuyện bảo vệ cho My á, thì dù nguy hiểm cách mấy hay dù có sợ cách mấy, tôi cũng sẵn sàng xông vô để bảo vệ cho My. Thiệt không? Ừ. Nói chứ lỡ mà Dũng có chuyện gì á thì tôi cũng sẽ lo lắng như vậy thôi. Cho nên là ông phải hứa với tôi, có chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ bản thân mình trước hết á. Nhớ rồi đó nha, phải biết tự lo cho mình đó. Ừ, tôi hứa. Ừ. Lâu rồi mới ra công viên ngồi, gió mát quá ha. Đúng rồi đó,
mát thiệt. Gió như vậy á, tôi lại nhớ dưới quê tôi. À, mà nhớ cái lần đầu tiên mới về quê tôi á. Nhắc lần đó xấu hổ muốn chết. Lúc đó tôi hung dữ quá, ông sợ đúng không? Đúng rồi đó. Lúc đó thì hung dữ một tí. Nhưng mà bây giờ... Bây giờ thì sao? Đỡ hơn rồi. Đỡ hơn thôi hả? Là dễ thương á. Tôi dễ thương lâu rồi, tại giờ mới nhận ra thôi. Mà gió cứ mãi vô tai lòng sao buông. Mà gió cứ mãi vô người lòng sao giữ. Có thể yêu một nụ hôn, có thể nhớ một mùi hương, mà vì sao lại không thể quên những đau thương. Đành qua gian những cơn mưa về ngày xưa, để sống trong những kỷ niệm và nỗi nhớ. Đã xa rồi một hình dung, những ánh mắt và nụ cười, dòng nhật ký từng đêm lại mang nỗi cô đơn, những lời xót xa. Lại nhìn vào dòng thư của anh mà ngỡ như chưa hề từng xa. Nhìn qua hai hàng cây trước sân, phương mới xanh tươi có đôi lần. Cầu thang kia còn in dấu chân, bàn chân vô tình đã mãi xa. Bàn tay anh đã cố với lấy một cơn gió hay là trái tim của em. Mà gió cứ mãi vô tâm làm sao ôm, mà gió cứ mãi vô hình làm sao giữ. Có thể yêu một nụ hôn, có thể nhớ một mùi hương, mà vì sao lại không thể quên những đau thương. Đành qua gian những cơn mưa về ngày xưa, để sống trong những kỷ niệm và nỗi nhớ. Đã xa rồi một hình dung, những ánh mắt và nụ cười, dòng nhật đêm lại mang nỗi cô đơn, những lời xót xa. Anh gọi tôi ra đây chỉ là để cảm ơn chuyện tôi vô tình xuất hiện và cứu anh thôi sao? Nếu mà như vậy thì thôi tôi xin phép đi trước, bởi vì tôi còn phải xem nhóm bản sắc đã chuẩn bị tới đâu, cũng sắp tới giờ diễn rồi. Khoan đã, cô trai. Hôm nay tôi có chuyện phải nói với cô. Chuyện gì? Hình như là tôi đã hiểu lầm cô rồi thì phải. Hiểu lầm hả? Trước đây tôi cứ nghĩ là quan điểm của cô và tôi đều không giống nhau, cho nên là trong lòng tôi nghĩ là cô rất ghét tôi. Nhưng mà sau chuyện này, tôi thấy chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng với nhau, và hình như cô cũng không ghét tôi, đúng không? Tôi nghĩ chắc cũng có vài phần đúng. Hay quá. Vậy là tôi đã có đủ dũng khí để có chuyện muốn nói với cô ngay. Khoan, khoan đã. Chuyện này hơi đột ngột. Có lẽ tôi cần thời gian để suy nghĩ. Vì anh cũng biết là chuyện gì mà vội vàng quá thì cũng sẽ không có kết quả tốt mà, đúng không? Xin lỗi, vì tôi cũng không có nhiều thời gian cho nên là... Khoan. Anh, có phải anh nghĩ là tôi... Nhưng học trò lớp của tôi mong cô hãy giúp đỡ giùm. Học trò của anh là sao? Ngày mai là buổi học cuối cùng của học kỳ này. Sau đó học trò lớp của tôi sẽ được xếp vào lớp của cô. Vậy thì sao? Trong mắt của cô chắc chúng vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng nếu cô quen dần
thì cô sẽ thấy chúng rất dễ thương. À, vậy sao? Hà My tính nó hơi ngang bướng một chút xíu, nhưng mà rất dễ thương. Mà đặc biệt nó còn là một đứa sống rất là nội tâm. Trái tim của nó rất là mềm yếu và đa cảm. Nếu như quá cứng rắn với nó thì sẽ bị phản tác dụng ngay. Cho nên là mình phải dùng biện pháp ngược lại. Là nếu như mình dạy bảo nó một cách ân cần thì nó sẽ ngoan ngoãn và nghe lời. Còn Dũng á thì có vẻ là nó chỉ biết tới mỗi Hà My. Nhưng mà sự chân thành đó cũng là nét dễ thương của nó. Tôi xin cô hãy chăm sóc và đừng làm tổn thương sự ngây thơ đó. Còn Thảo Nhi chính là sự tương phản của Hà My. Một cô bé nhìn có vẻ rất yếu đuối, nhưng thực sự nó là một đứa nhỏ rất kiên cường. Điểm yếu của cô bé chính là không biết mình kiên cường đến mức nào. Khi biết được điều đó, chắc chắn cô bé sẽ trở thành một ngôi sao sáng. Nhưng mà với Thảo Nhi thì chuyện ăn uống cũng là một điều đáng lưu ý. Con bé đã nhìn ăn nhìn uống quá lâu rồi, cho nên bây giờ nhìn những món yêu thích đó, thì cô bé khó mà có thể kiềm chế được. Cô chỉ cần lưu ý những điều này là được. Biết là tôi sẽ nhận chúng đi, nhưng mà anh cũng đâu cần phải nói với tôi những điều đó. Nghe cứ như là anh sắp đi đâu xa lắm thì phải. Cũng tại tôi hay muốn thổi phồng quá mọi chuyện. Dù sao cũng nhờ cô cả nha. Cô ráng chăm sóc cho tụi nó giùm tôi. Bây giờ cũng trễ rồi, tôi phải về trường đây. Chào cô. Bị cái gì vậy trời? Tự nhiên làm cho mình lo lắng. Cái đồ. Mày có đau lắm không? Sáng mai tôi về, mình gặp nhau chút nha. Tôi sẽ nhắn đến khi nào mày trả lời. My à, sao nãy giờ điện thoại của My á có tin nhắn tới liên tục vậy? Tại điện thoại của mình tin nhắn quảng cáo rác nhiều quá, cảm thấy phiền nên tắt nguồn rồi. Thầy Hùng về kìa. Có thiệt là chú Hùng với hai anh chị về sẽ mua nhiều đồ ăn lắm đúng không cô? Cái con bé này, mày hỏi gì mà nãy giờ mấy chục lần vậy? Con nói có 5 lần chứ mấy. Trời, còn trả treo nữa chứ. Tất nhiên là mua đồ về rồi. Mà hả, anh Minh Trí nói là hôm nay khách toàn là khách sộp không à. Ủa, sao cứ nhắc tới chú Minh Trí là cô lại dịu dàng dữ vậy? Con thấy ổng đâu có gì hấp dẫn đâu. Cái con bé này, con nít thì biết gì mà hấp dẫn. Thì có sao con nói vậy. Hình như mọi người về tới rồi đó. Chứ anh không hai. Ủa mà sao tự nhiên mà anh hai mà anh thất thần vậy? Đi mà hỏi Bình Trí á. Làm sao? Có chuyện gì vậy chị? Ủa? Chị bị làm sao vậy? Mặt em bị sao vậy? Dạ. Mọi người sao vậy ta? Cô Ngọc, vậy là không có cái gì để ăn đó nữa. Trời ơi, giờ này mà ăn gì nữa? Đi ngủ đi. Thiệt tình là đói muốn chết, sao mà ngủ được? Chị ơi, chị có biết bệnh nhân Thảo Nhi ở phòng nào không vậy? Thảo Nhi? Dạ. Có phải là cô bệnh nhân hay chơi đàn guitar không? Dạ đúng rồi. Vậy hả? Hình như là cô ấy đang ở ngoài sân bệnh viện thì phải. Dạ rồi, em cảm ơn chị nhiều. Không có gì.
Nhi. Hả? Ủa, hả Sơn? Sao Sơn lại ở đây? Sao Nhi bị viêm gan B mà còn nhảy dây nữa? Viêm gan B? Đâu có đâu. Nhi bị viêm gan A mà. Cái gì? Hà Mi này, xạo mình nè. Mà sao Sơn lại ở đây? Không phải là Sơn phải đi diễn kia mà. Thôi được rồi, giờ Sơn đi. Nè. Hả? Đừng nói với Nhi là Sơn lại trốn nha. Nè, giờ mà Nhi còn nói vậy được hả? Do Nhi á mà tôi... Đồ phiền phức mà. Nhi, Nhi, có ai không? Giúp tôi với. Có ai không? Nhi, Nhi ơi. Chuyện này là sao? Do Nhi tập quá sức nên bị ngất thôi. Không, Hà Sơn kìa, sao Sơn vẫn còn ở đây? Nhi không phải lo, Sơn về liền. Lần này cũng là phép lịch sự sao? Không, không phải phép lịch sự. Vì Sơn muốn nghe Nhi hát nên mới tới đây. Nhi biết mà, Sơn rất thích nghe Nhi hát. Nhi biết rồi. Nhưng mà Nhi đừng hiểu lầm, vì diễn xong rồi không có gì làm nên Sơn mới tới đây. Thôi, Sơn về nha. Bây giờ tôi qua Angel & Nurse mua cà phê. Ông muốn gì không? Tôi mua tới lớp luôn. Vậy hả? Thôi vậy đợi tôi đi chung đi. Hả? Thôi, nói chứ cũng còn sớm. Ông ngủ thêm chút xíu đi. Tôi thấy hình như ông còn mệt đó.
còn đau không? Tôi đi bộ tới trường luôn, coi như là tập thể dục. Vậy cảm ơn My nha, My mua cho tôi cái gì cũng được hết á. Ừ. Tôi đi nha, ngủ đi. Tôi có chuyện muốn nói. Giữa tôi với ông không có gì để nói hết á. My có biết là tôi phải về đây từ rất sớm, đứng đợi ở đây cả tiếng đồng hồ chỉ vì muốn nói chuyện với My? Không có gì để nói, tránh ra. Nè, ê, My, đó có phải là Minh Quốc nhóm bản sắc không vậy? Đúng rồi đó, chụp hình đi. Mấy người đang làm gì vậy? Sao có thể tùy tiện chụp hình người khác như vậy? Trả máy cho tôi. Cái này là gì? Không phải là hình tôi chứ còn là gì nữa? Tôi xin lỗi. Cảm ơn anh. My, đó là lý do mà tôi không muốn dính dáng gì tới ông. Tôi không muốn mình dính vào tin đồn. Bỏ tay ra mau. Khoan đi đã. Bỏ ra. Nói chuyện một chút xíu đi. Tôi không thích. Xin lỗi, hai bạn có thể đừng chụp nữa được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô gái này. Đây là một người bạn rất thân đối với tôi, mà lâu rồi tôi mới có cơ hội gặp lại. Cũng vì những chuyện như vậy mà chúng tôi chưa thể nói chuyện với nhau. Cô ấy đang hiểu lầm tôi nên tôi chưa có cơ hội để giải thích. Hai bạn thông cảm giùm được không? Tôi xin lỗi anh, tôi không chụp nữa đâu à. Bây giờ thì nói được rồi đó. My cũng đang rất tò mò, không biết là Quốc muốn nói gì. Quốc nói đi, My hiểu lầm Quốc những gì. Người nói muốn đứng chung sân khấu với tôi là ông. Người không giữ lời hứa cũng chính là ông. Vậy thì nói đi, hiểu lầm cái gì? Phải, tôi làm mọi thứ như vậy là để được ở lại đây đó. Là sao? Ba của tôi bắt tôi phải đi du học. Ba đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho tôi, thậm chí còn cho người đưa tôi ra tận sân bay. Nếu như ngày hôm đó tôi không làm như vậy thì tôi sẽ biến mất đó. Sẽ không một ai biết, ngay cả My cũng vậy. Đối với ba tôi là một quá khứ cực kỳ xấu xí. Vì sự nghiệp của mình, ba tôi luôn muốn giấu tôi đi. Cái ngày tôi trốn khỏi sân bay, đó cũng là lúc tôi quyết định ra mắt khán giả, để cho mọi người biết tới tôi. Tôi càng nổi tiếng, ba sẽ không thể giấu tôi đi được nữa. Tôi không còn cách nào hết. Nhưng lý do khiến cho tôi làm tất cả như vậy là chỉ vì tôi muốn được ở bên cạnh một người. Vì người đó tôi sẽ làm tất cả mọi thứ. Tại sao Quốc không nói cho My biết sớm hơn? Ugh.
Má, sao má nói sự đau khổ của ông trời dành cho con người đều có thể chịu đựng được, nhưng sao với con lại khó tới như vậy? Sự đau khổ dành cho con không thể nào chịu đựng được. Nó vừa nặng nề lại vừa tàn nhẫn. Má ơi, chẳng bao lâu nữa con sẽ phải tạm biệt chiếc ưng tươi đẹp của mình. Con phải làm sao đây? Xuất viện rồi hả? Ừ. Nhi khỏe chưa mà đi học đó? Ừ. Ừ. Hồi nãy lúc vô trường bà có thấy Dũng không? Nhi tưởng hai người đi chung với nhau. Thì tôi đi mua cái này nè. Cảm ơn My nha. Ừ. Ủa, My đăng ký lớp học đặc biệt chưa? Rồi, giờ đăng ký xong. Ừ. Nhi nè. Hả? Vết thương của tôi á, nó vẫn còn đau lắm, à. Giống như bị viêm vậy đó. Mày có sao không? Chắc không sao đâu. Ừ. Trời ơi, hên là lúc đó mà My chạy kịp á. Không thôi là không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Không thôi là hiểu rồi đó. Ủa? Hả? Dũng đâu rồi mấy em? Hồi nãy ở nhà còn thấy, tự nhiên tới đây cái mất tiêu luôn. Cái thằng nhóc này, bữa nay là bữa cuối rồi mà còn không được gặp nó. À, thơm quá. Bắt đầu từ bây giờ á, mấy em không còn ở lớp dự bị nữa, mà đã chính thức trở thành học sinh của lớp chính quy. Yeah. Kỳ này á, mấy em nhớ nghỉ ngơi cho thỏa thích nha. Nghỉ ngơi gì mà được. Đúng rồi đó, bọn em đã đăng ký lớp học đặc biệt trong kỳ nghỉ rồi. Đó là lớp học sáng tác, muốn căng não lên được đây. Vậy hả? Thôi, cố gắng lên. Thôi bây giờ thầy dẫn hai em đi. Đi đâu vậy đi thầy? Thầy dẫn hai đứa lên lớp chính quy. Sao lại phải dẫn? Đâu có phải là học sinh mẫu giáo đâu mà cần mẹ dẫn đi học. Lâu lâu lớn rồi mà cũng có người dẫn đi, vui mà. Đi thôi.